À dạ con xin mất xin chào cô chú anh chị à, đến với kênh con. Dạ thì à, đây là wow, cái đám đàn giá đó là con chú. À, dạ nắm tang thì chị có hai con trong một tay hai người phụ nữ đi tang ha và dạ, một người phụ nữ bưng cái bà chị dạ cha tay dạ hay hồng các bà cô chú ha dạ đây đội mai tang của Sáu Đức. Dạ thì cái cô này mất á, là không có con chị có cháu ha nha bà cô chú ha dạ. Chú này là anh của người mất không bà cô chú ạ dạ. À, mình tụng kinh bên kia nha quý ạ dạ. Dạ đây đây là mấy cháu không nha cô chú ha dạ không có con thì chị cháu đi tang là cháu rể à bên kia thì cháu dâu con này hai người đi tang là cháu ruột dạ. Bây giờ vỏn vẹn con có mất thấy hình như đứng đây chỉ có 5 người thôi nha bà cô chú ha dạ qua sốc luôn. Chú lo mãi mà chú quay cho không biết mình thôi. À, dạ thưa bà con chú, đám tang này của cụ bà Quỳnh Thị Bông, hưởng thọ 68 tuổi. À, chú là anh hình ra không có cho lại thầy không cho lại giờ thank you.
cái tình cảm của cháu với cũng như giống như con thôi, con thấy tình cảm là cháu cũng giống như con vậy. Kia bà con nữa dạ, chứ bên đây không có. Dạ, nhờ thầy trả tiền rồi, dạ. Thank you.
Cầu cho cụ bà Nguyễn Thị Bông, hưởng thọ 68 tuổi, lay đạo Phật Thiền Thính Pháp Văn Kinh Giác Ngộ Tu Hành Sinh Sanh Tịnh Độ. Giao nguyện cho những người còn ở hiện tiền, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt quy sanh, Bồ đề tâm tăng trưởng, quy tánh thường minh, bát nhã qua khai, đạo tâm bất thối dạ. Nam mô Di Phật Bồ Phật.